Thưa quý vị, sàn Hai Top Sen, một loại sàn giao dịch ngoại hối hoạt động theo phương thức đa cấp, vừa bị Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Cục An ninh và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá và bước đầu đã hé lộ những chiêu thức và thủ đoạn tinh vi để lôi kéo người tham gia bỏ tiền vào những mô hình như thế này. Đây được gọi là công nghệ ghép nối siêu kỹ thuật số của cái gọi là sàn giao dịch ngoại hối Hai Top Sen đến từ Vương quốc Anh, kêu gọi người chơi thực hiện các lệnh đặt cược theo tỷ lệ lên xuống của các cặp tiền điện tử. Nếu đoán đúng sẽ nhận được 95% tiền đặt cược. Em thấy cái sàn này nó sinh ra lợi nhuận đều 20-30% một tháng và số gốc được bảo toàn. Em tham gia vào 12.000 đô trên sàn. Tin vào cái công nghệ của sàn đã tạo ra nên em đã đầu tư vào đây 10.000 đô. Ngoài ra các đối tượng còn dựng lên một sản phẩm tạm gọi là robot tự động, ứng dụng thuật toán ma trận thông minh nên có khả năng đoán đúng các lệnh. Người chơi chỉ cần nộp tiền là chắc thắng, có thể tạo ra 3% lợi nhuận chỉ trong một giây hay lãi suất khoảng 15% một tháng. Những người ở nông thôn, người già, người không biết gì về công nghệ tài chính đều có thể tham gia được, và chỉ cần cho tiền vào robot và nó tự đánh cho mình chỉ một lợi nhuận thôi. Ngoài hứa hẹn lãi khủng, các sàn giao dịch này còn đưa ra chế độ hoa hồng cao nếu người tham gia mời chào được người tham gia mới lên đến 6% theo mô hình kim tự tháp. Vì vậy, các sàn nhanh chóng đã kêu gọi được hàng nghìn người trên địa bàn 15 tỉnh thành trong cả nước. Hơn 100.000 người chơi, có những người chơi cũng góp vào đó đến hơn 16 tỷ đồng. Mới đầu vào, tham gia vào thì các đối tượng cho người chơi được thắng. Và khi người chơi đã đóng nhiều tiền vào thì các đối tượng sẽ không cho người chơi rút ra nữa và bắt đầu sẽ cho người chơi thua bằng cách tự viết ra những phần mềm để can thiệp những trang web này và làm cho người chơi sẽ dần dần sẽ thua hết số tiền. Để phát triển hệ thống, các đối tượng chiêu mộ hơn 300 cộng sự, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ANT Group với hơn 100 nhân viên chuyên tổ chức sự kiện, gọi điện chào mời tiếp cận người tham gia. Những cộng sự này cũng chuyên đăng tải hình ảnh nhận lãi khủng, mua nhà, mua xe, đi tham quan du lịch để kích thích người chơi. Sau khi hệ thống phát triển đến một mức nhất định, các đối tượng cầm đầu sẽ đánh sập hệ thống và ôm tiền của những người tham gia biến mất. Bằng những chiêu thức trên nên những sàn này đã nhanh chóng thu hút hàng nghìn người tham gia từ các tỉnh thành trên cả nước. Và sự thật cái gọi là các dự án Forex tiền ảo này được vận hành như thế nào, bản chất lừa đảo ra sao thì chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị ở những bản tin tiếp theo.